Thế ra vậy là mình đã hoàn thành xong món bánh mì chảo. Mọi người có thể cho thêm pate này, thịt băm, xúc xích vào để món ăn thêm nhiều hương vị và bổ dưỡng hơn nhé. Cảm ơn mọi người đã đón xem hết video của mình ngày hôm nay. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong những video hướng dẫn nấu ăn với nhiều công thức hấp dẫn hơn nhé. Cảm ơn mọi người và bây giờ thì mình sẽ nói lời chào tạm biệt mọi người ở đây. Hẹn gặp lại mọi người trong những video lần sau. Hello, xin chào mọi người. Hôm nay mình sẽ cùng với mọi người làm một món để ăn cùng với cả bánh mì. Món ăn này thì mình sẽ dùng dầu ô liu, chi thơm hành và bắt đầu cho cà chua vào khi nước. Sẽ cần phi cà chua rất là kỹ. Mình sẽ cho thêm một chút bột canh. Sẽ nấu cho cà chua được nhuyễn ra. Bây giờ thì mình sẽ đến bước đi chuẩn bị bánh mì. Mình sẽ ăn cùng với trứng. Mọi người có thể thay loại bánh mì gối này bằng những cái loại bánh mì Việt Nam cũng được. Và mình sẽ cho vào chiên thêm dầu để nấu.
sẽ cho vào, mình sẽ là một miếng phô mai và hai quả dưa chuột này mình sẽ ăn kèm. Mình sẽ cho hai quả trứng. Ăn với độ chín của trứng để ăn, mọi người thích ăn trứng lòng đào nấu cho trứng chín tới.
phần bánh mì và dưa chuột mình đã sơ chế xong. Hôm nay thì mọi người chỉ cần bóc nha và ăn cùng với bánh mì. Mình sẽ làm được hai loại, một loại là chín kỹ và một loại chín tới. Mình sẽ cho ra để ăn cùng bánh mì.